Rồi thì hôm nay mình sẽ có nhiều bạn là yêu cầu mình làm về những cái mà nói về những cái kênh mà sửa xe hay là hướng dẫn sửa xe nổi tiếng. Thì mình cũng có đọc một cái comment của một cái anh trai, thì chút nữa mà mình sẽ cho anh em coi cái màn hình ha. Thì bữa giờ mình cũng nói về Honda rồi, nói về những cái này cái nọ thì kênh, nhưng mà mình cũng không có nói tên ra. Thì có một anh em là kêu mình là về cái nói về cái kênh motorcycle ở Việt Nam, Motorcycle TV, có nghĩa là Moto BC Clare TV không. Thì mình học ít, mình nói ít thôi. Ví dụ BC Clare, Moto BC Clare, TV. Thì bây giờ là mình sẽ nói sơ về cái kênh này thì cho anh em ấy rồi hả. Kênh này thì mình cũng không thấy ai thấy ai post hết, cũng là cái kênh này rất là tốt. Nói chung là có gì đâu mà để phốt, mà anh em kêu mình nói về cái kênh này thì mình nói thôi nói một cách khách quan nhất thôi, không đụng chạm đến ai, mà cũng bây giờ mình cũng không có nói xấu ai, cũng không có nói bình thường thôi nha. Thì cái kênh này là mình thấy nó xuất hiện cũng lâu lắm rồi đó. Kênh này nè thì Motor Single TV thì mở đầu clip á, là có cái hình chiếc xe phân khối lớn, chó sủa quá, mà có cái hình xe phân khối lớn rồi có kèm theo cái tiếng nổ của động cơ phân khối lớn, rạch 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 rạch. Thì anh này á, là Facebook của anh á, là Lu Lu Cô Nguyễn, Facebook của anh là Lu Cô Nguyễn, còn Zalo thì mình chưa, tại vì mình cũng có thấy bài đăng của ảnh, mình cũng có vô like, cũng lâu lâu cũng có bình luận nha. Thì người ta hỏi ảnh rất là nhiều. Thì anh này là chia sẻ từ xe phổ thông đến xe FE, từ xe phổ thông ráp máy rồi những cái hiện tượng gì lốp bê máy tại sao rồi kỹ thuật đồ. Nói chung là anh này thì mình nghe những cái anh mà xuống tiệm mình sửa xe nói ảnh là kỹ sư, thì mình nghe cái chưa thấy cái mặt ảnh bao giờ hết. Ảnh chụp lên ảnh cũng không có tát thẻ trên Facebook là đó là mặt ảnh nữa. Thì như thế này, thì anh này theo cái tiếng nói của ảnh thì ảnh chạc tuổi mình, chạc tuổi mình hoặc đổ lại hoặc cỡ, nói chung là cỡ cỡ tuổi mình đi đó, cỡ ba mấy hoặc bốn mấy gì. Thì mình cũng không có cần mà biết ảnh bao nhiêu tuổi đó. Mình lên mình thấy kênh hay, có ích cho mình thì mình cũng tham khảo để mình chia sẻ lại anh em thôi. Thì ảnh cũng có chia sẻ nhiều cái bệnh xe máy, rồi ảnh cũng đi cứu những cái ban ở miền Tây rồi Đà Lạt đồ lấy bên thắng đồ. Ảnh cũng có phút mấy mấy hãng là đổi thay mới, nhưng mà ảnh cũng sửa chữa lại rồi cứu đầu Winner DOHC, nói chung là đủ kiểu con đà điểu. Thì mình đánh giá anh này thì anh nói thì nói chung là quá sát, quá sát. Mình không có gì để chê hết. Thì mình theo dõi kênh ảnh cũng rất là nhiều đó. Ảnh chia sẻ với một cái là tầm hiểu biết là cũng rộng, tầm hiểu biết của ảnh về xe máy là rộng lắm anh em đó. Rồi nói chung là ok đó. Thì anh em thợ học hỏi rất là nhiều và nhiều người bình luận đó là một bậc thầy rồi đó, ok. Thì có nhiều cái mà quan điểm phản bác thì nói chung là coi để hiểu, chứ không phải là mình để mà mình hút người ta làm gì hết. Có gì mà nói hơi quá quá hơi quá hơi sai lắm mình mới hút, mà ảnh thì không có gì để sai đó. Thì có cái là một cái nhỏ nhỏ nhặt thôi nhưng mà không có đáng kể anh em đó. Thì cái kênh của mình, kênh Trọng Hoàng á, mình cũng nói rồi, mình thấy mình thua xa ảnh lắm, bởi vậy mình mới nói mình là sửa xe cùi bắp cho người ta đỡ chửi thôi chứ đó anh em ha.
Thì anh này sau một thời gian á, thì anh làm, thì nói chung là người nào làm á, cũng phải có tiêu chí, có mục đích của người ta hết. Thì anh làm thì mình thấy anh làm, anh chụp lên Facebook á, thì anh làm việc theo nhóm, là có máy quay rõ ràng, rồi có đầu tư máy móc dụng cụ, có tài liệu đồ, là mà nó biết ai cấp cho ảnh thì kệ, có tài liệu đồ đàng hoàng, nói theo sách vở là đàng hoàng, chứ không phải là lơ tơ mơ lu su ba la bô lô đâu đó. Thì ảnh làm là ảnh có mục đích rõ ràng, thứ nhất là mục đích kiếm tiền YouTube, thứ hai là thu thập vào cái, những cái fan, những cái subscribe, những cái view đó, những cái yêu thích. Thì ảnh có ra những cái cuốn tài liệu về FI, tài liệu về hệ thống điện, hệ thống sạc đồ, nói chung là tài liệu về máy. Thì những anh em cũng mua tài liệu rất là nhiều, thì nói chung là cũng có mục đích riêng, nhưng mà mục đích này là chính đáng, tại vì mình cho đi mình phải nhận lại. Miễn sao là đút tiền vô cái túi mình, người ta đút tiền vô túi mình mà người ta vui vẻ, và mình có tiền mà người ta vẫn vui vẻ là được rồi. Người ta đưa tiền cho mình mà mình vui vẻ là được rồi, có qua có lại, cái đó là không phốt được luôn, không có phốt được đó. Thì anh có chia sẻ những cái bộ nồi sáo lò xo, rồi mà nồi bao bóc đồ thì mình thấy cũng hợp lý, rồi nồi chống rung bố elip gì đó, là cái đó là cái hay. Rồi có nhiều cái là ảnh hướng dẫn là lấy dầu phanh đồ rất là ngon, thì ở trong hãng là không lấy được mà anh lấy được, anh sửa những cái bên rất là ok đó. Thì ok, thì mình cũng đã học được ảnh nhiều cái đó. Thì cái chuyên đề thì có nhiều cái lắm, thí dụ như là có nhiều cái thì ảnh nói thì nó đúng, nhưng mà đúng phần trăm nào thôi. Như ảnh nói là đũa cò ha, cái future 125 nè, ví dụ thôi, mình đang làm future 125 với future future nail á, thì sao tại sao future 125 nó lại ảnh nghe cái tiếng máy nó xào quá, thì ảnh nói cái đầu bò xào, xào là lý do là cái đường nhớt bơm yếu là phải rồi, cái bằng đường nhớt bơm không tối ưu, thí dụ thôi. Thì mình cái này mình không có nói, mình nói qua lời chứ thôi, mình chỉ đang tập trung vào cái anh motorcycle này thôi đó. Thì nó trung gian qua cái ắc cò, nó trung gian qua bi đũa mới tới con cò. Thì bi đũa đó anh nói là vô kiếm hiểm vi kiếm gì hay là rọi lớn lên thì nó xù xì, mình đồng ý, nhưng mà nó cũng không có thể mà để mà nó làm ra cái tiếng kêu mà xào dữ đâu anh em, tại nhớt nó líp vô nó không có kêu đâu. Rồi thì cái đó là có nhiều người là sàn máy neo mà gắn cái đầu của Future 125 nó không có kêu tới cái mức mà để khó chịu cho động cơ đâu anh em, kêu cái mức là cho phép của nhà sản xuất nha. Những cái tiếng kêu khó chịu đó nó nằm ở phần khác. Rồi thì anh này á, ảnh làm là anh có một cái dàn dựng trước, thì người ta đăng lên YouTube thì người ta phải có dàn dựng trước đó. Thì cái quá trình ảnh làm là ảnh có một cái sự chuẩn bị, một cái tổ dạng mà một cái nhóm làm theo, làm việc theo nhóm, có một sự chuẩn bị, có một cái sự chỉ huy, một cái hoạch định rõ ràng. Cho nên là video của ảnh là lên là đa, nói chung là một cái người chỉnh sửa video riêng, rồi một cái mà phụ việc riêng, rồi cái người quay phim thì riêng, nói chung là tùm lum hết. Cho nên là cái video ảnh lên là nó sát đó. Thì những cái kênh khác cũng vậy, người ta đầu tư rất là nhiều đó. Thì kênh của mình thô sơ thôi, mình quay một tay mình làm, mình chỉ. Cho nên là những cái thao tác có nhiều khi là mình không thể nào mà nhiều cái phải cầm hai tay mới làm được, ví dụ như vô móng xúc bắp nè, hay là ráp cái gì cái đó, ráp nòng rồi thì phải chịu bê tông rồi đẩy nòng ráp bạc vô, thì mình không thể nào, mình phải nhờ quay đó. Thì cái đó là cái đó mình không có, cũng phải nói gì mình hết, thì anh em thích thì coi thôi. Thì nói chung là vậy. Thì anh này á, là một cái mà mình, cái này là cũng không trách anh được, nhưng mà cái này là cái mà mình, cái mà ảnh có cái thuận lợi, ảnh có cái nhiều cái thuận lợi hơn là những cái kênh khác mà sửa xe. Thì những cái kênh sửa xe rất là nhiều, ví dụ như là Đắc Nguyễn Channel đồ, rồi sửa xe Hồng Hoàng, Trọng Hoàng của mình, rồi là nhiều nhiều cái kênh sửa xe lắm. Thì ảnh có cái thuận lợi á, là ảnh không có nhận xe, có nghĩa là những cái cục máy mới có thể là anh đầu tư rồi anh đi mua,
ảnh đi mua hay là ai cho ảnh không biết, nhưng mà ảnh làm là ảnh không có nhận xe. Thì khi mà ảnh làm xong ha, khi ảnh làm xong ảnh ít bị phút hơn là những cái kênh như là Tây Cu Niển nè, rồi hay là kênh của mình đâu, ảnh ít bị hơn. Lý do là ảnh là chỉ là hướng dẫn, rồi khi ảnh cũng cho nổ máy rồi đàng hoàng thì máy im thôi, anh em đồng ý không? Thì máy im là ảnh đã kết thúc video rồi, ảnh hướng dẫn à, nói anh này hay quá, anh này giỏi quá. anh này giỏi quá. Nhưng mà nhiều khi anh em làm cái máy im á, nhưng mà anh em chạy một tháng nó lột dên à, có nhiều khi như vậy nữa, hay là nó xì nhớt đâu, anh đâu có quay cái cảnh mà anh bị xì nhớt hay là quay cái cảnh mà khách mắng vốn đâu. Đấy. Thì mình xin cam đoan với anh em là mình cũng bị khách mắng vốn như thường, mắng vốn còn những một lần, hai lần, ba lần rồi, thì ví dụ như 10 chiếc cũng phải có một chiếc mắng vốn, cũng có khách khó hơi rướm rướm nhớ cũng mắng vốn ừ. Chứ không ai mà hay hết. Thì ảnh có cái ưu điểm là lên đó à, khen là thầy hay quá thế. Đó thì mình chỉ nói như vậy thôi để anh hiểu ha. Thì ảnh đâu có nhận sửa xe đâu, mình nhận những cái máy đó, giờ mình hướng dẫn cho anh em là nổ máy vậy thôi, nhưng mà thì nổ máy như vậy thôi, chút thì nó sẽ kêu cò hoặc nó xì nhớt hoặc là nó sẽ kêu đó, nhưng nhiều khi mình mới nổ máy lên nó im, nhưng mà chút nó nóng nó kêu đó. Chứ anh em đừng có hay cái người mà vừa sửa mà vừa ấy trực tiếp á, mới lại còn cái một cái ví dụ như là làm xong không im, cái bắt đầu quay lại tiếp, quay lại tiếp, quay chừng nào mà nó im thôi mình khắc phục cho nó im thôi, là mình chỉnh sửa một cái video đó, thì nó sẽ trơn tru hơn là cái video như mình đăng lên nhiều khi có tiếng kêu hơi hơi, rồi mình nói rồi cũng tạm chấp nhận được, tạm chấp nhận mà khách đi, ví dụ như là ví dụ mình chạy như vậy là cũng tạm chấp nhận được, là khách đi là ví dụ như là khi mình chạy đó, gió nó lướt qua lỗ tai mình nó không có nghe được cái tiếng đó là cũng tạm chấp nhận được rồi. Anh em đồng ý không? Như những chiếc xe mà Future 125 rồi, thì anh em chạy là từ từ hay là đêm thanh vắng rồi thì anh em nghe tiếng thú, nhưng mà anh em ra ngoài lộ, anh em ra ngoài lộ nội tiếng còi xe tải container nó bóp inh ỏi, rồi gặp em chạy gió nó luồn vô lỗ tai nó có nghe hú đâu, nghe tiếng gió lướt không có nghe hú đâu nha. Đó, như cái tiếng động cơ anh em ồn ồn, anh em về về quê rồi anh em chở cái thùng gì hay cái ba lô trên cái ba ga, cái ba lô với cái thùng nó át gió lại át cái tiếng kêu là anh em nghe êm lắm anh em. Bữa nào không tin chở cái thử cái một cái bao đồ hay gì cái vỏ đồ đi để trên ba ga đi, máy êm lắm. Đó, máy êm lắm. Rồi khi mà chạy mình đi để ba ga vậy đó, rồi tiếng máy nó lật sạch lè xè như là có bù xích gì nó kêu cũng chổng. Rồi thì cái anh nói chung là cái anh này là nói chung ảnh làm cũng có là cái tư lợi cho ảnh, thì người nào làm cũng vậy, mình làm cũng có tư lợi cho mình hết, người nào cũng có một cái mục đích riêng của mình thì không phốt được đó. Mình chỉ nói là cái kênh motorcycle này là có một cái là không có sửa xe khách, cho nên là cái cục máy ảnh về ảnh nghiên cứu thì êm thì ảnh đăng lên. Ờ, có nhiều khi là nhiều khi ảnh làm ảnh khắc phục cả 10 lần nó mới im được cái cục đó, ví dụ máy ẹt hay máy winner gì ảnh mới đăng lên. Ờ, còn cái thằng mà sửa xe đó, như những cái kênh mà sửa xe trực tiếp mà đăng lên như Rắc Nguyễn Channel, sửa xe Hồng Hoàng của mình đó, thì cái đó mới mới phốt đó, nếu mà phốt phốt mới nhiều đó. Chứ cái kia có khách nào mà phốt phốt sửa khách khách mà đã hận mình mới phốt, chứ anh kia có gì đâu mà phốt. À, anh đăng lên rồi giỏi quá hay quá tuyệt quá rồi, nhưng mà lúc mà hả bị ví dụ như anh mình nói là ha, xì nhớt hay là xì cổ bô mà anh đâu có đăng lên đâu, thì nó làm xong vậy thôi, rồi mấy ngày sau rồi mà lại mắng vốn rồi, cái này nọ nữa, mới cái máy mới làm xong thì nếu mà đúng kỹ thuật thì nó im đây, nhưng mà chưa chắc đâu ha, khoảng vài tháng bắt đầu tuột nồi đó, anh đâu nói đâu. Ừ, chỉ hướng dẫn vậy thôi. Còn hả, cái mình cái cảm nhận còn có nhiều kênh, những cái kênh ở trên Sài Gòn nữa mình cũng không có tiện nói ra, thì làm xong rồi bắt đầu hả bốc đầu bay đầu đồ, rồi có nhiều cái là mình thì khách hàng xuống mình thôi, mình nói cái này mới làm nồi phải không, lá bố lá sắt gì nào là mới làm nồi này chưa nè, nói em làm ở chỗ anh đó đó, thì mình xin giấu tên, nhưng mà làm xong là bốc đầu bay đầu đồ. Quay bay đầu trước cái tiệm mình đó, quay cái tiệm mình lên bay đầu rồi. Cái đó anh em chỉ làm được cái xe mà của những người mà dạng mà những cái người nhỏ nhỏ tuổi thôi,
mà còn ham tốc độ đồ thôi, chứ đạp số nặng đồ dặn dặn mấy cái gân chân nè, mấy cái gân chân của mấy anh em mà đạp số nặng còn được. Còn mấy anh em mà làm cho phụ nữ với người già mà bay đầu vậy mà hả, chạy mà đạp số cứng nhắc là cũng thua luôn anh em. Không có cần, mình chỉ cần là bây giờ lên YouTube, ok bình luận là xe em bản số đó đó, xe em ở Tiền Giang, Hậu Giang, là ở Bến Lức, là ở đâu mình không biết, phường mấy xã mấy Bình Hưng Hòa vậy mình không biết. Bây giờ là xe là làm xong là chạy bốc ngọt là được rồi, chứ dở đầu làm gì, thấy không? Anh em chỉ ăn được tiền những cái dạng mình nói là chẩu tre đi, ăn được mấy cái chẩu tre đó thôi đó. Thì mình nói như vậy thôi, thì anh em có ghét mình thì ghét, còn anh em nào mà thấy đúng thì đấy thôi, mình không có phốt ai hết. Mình nói cái đó là đúng sự thật. Rồi, xin chào anh em, tại vì có người kêu mình làm về kênh motorcycle thì mình sẽ làm thôi, làm cho anh em thỏa mãn cái đam mê để mà biết cái nhược cái ưu của người ta thôi. Ok, chào anh em.